ai trong chúng ta cũng có một người bạn vô cùng kỳ lạ, một người khác hẳn so với đám bạn còn lại. Hãy xem ngay những tình huống vui nhộn về tiếp người kỳ quặc này nha. Vào một ngày mưa ảm đạm, bạn bè và người thân đang tiễn đưa một người vô cùng thân thiết về nơi an nghỉ. Thế nhưng đối với một người nào đó, họ không thể cưỡng lại sức hút của món tráng miệng. Kẻ háu ăn. Kẻ quá khích. Đây chỉ là một trò chơi thôi, sao lại phấn khích hay thất vọng đến thế chứ? Nhân vật của bạn không sống lại được đâu, người anh em à. Người bất cần. Bạn dĩ nhiên cứ tận hưởng, nhưng hãy im lặng nào. Thật tuyệt khi có cơ hội gặp lại một người bạn thân lâu năm. Người ăn chay. Nhìn thấy một con gà nướng chín vàng khiến tôi thấy thật tội nghiệp. Tôi phải lấy trộm nó. Bay đi, mày được giải thoát rồi. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho anh ấy. Tên vụng về. Chàng trai này có thể biến một buổi tiệc trở thành thảm họa chỉ trong vài phút. Anh ta thật vụng về. Kẻ khoe khoang. Mức độ này thì vẫn còn trên tiêu chuẩn, có thể chấp nhận được. Tạm biệt. Nghệ sĩ cơ hội. Này, người đẹp. Người cổ vũ. Thử thêm một lần nữa đi. Lại thất bại rồi. Bạn thật ấn tượng đấy. Bọn họ sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ bạn cho xem. Hình như ở đâu đó có trái thì phải. Kẻ nghiện thuốc lá. Anh ta không hề quan tâm đến mọi người xung quanh đâu. Wow, đây đúng là một tình bạn độc hại mà. Thật tuyệt vời khi được tắm nắng và trò chuyện trong một ngày nắng đẹp. Nhưng không phải ai cũng thích như vậy đâu nha. Hoàng tử băng giá.
người siêu sạch. Này, đừng sát lại như thế, ngay cả chất khử trùng mạnh nhất cũng không thể giúp tôi được rồi. Phải mất cả tuần để rửa sạch đống vi khuẩn trên người mất. Tôi thích cảm giác xe mình luôn mới bóng như khi vừa mới mua. Người yêu xe. Ôi không, đừng làm thế với xe của tôi chứ. Đây chính là giải pháp tốt nhất. Đôi bạn chí cốt. Mang chào nhau thật dài lê thê. Tôi nghĩ mình chỉ là người thứ ba thôi. Đi, đi nào. Kẻ chơi khăm. Anh chàng này có một bộ sưu tập những trò chơi khăm ngu ngốc đấy. Và anh ta quyết định sẽ dùng tất cả trò này cùng một lúc. Người nghiện điện thoại. Tư thế này mà đăng lên Instagram sẽ tuyệt lắm đây. Ôi, thật xấu hổ. Chiến binh. Anh chàng này sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội khoe những động tác mạnh mẽ của mình. Phòng tập sẽ rất bình thường cho đến khi anh ấy xuất hiện. Người làm màu. Tôi nghĩ nó hơi quá sức với bạn đấy. Chàng trai trẻ à. Bạn có thích những tình huống này không? Hãy nhận xét và cho chúng tôi biết bạn có nhìn thấy hình ảnh của mình hay bạn bè không nha. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký thích video và bật chuông thông báo nha. Đừng bỏ lỡ những video hài hước và vui nhộn từ Qua. Wow.